Xin tự giới thiệu, tôi là tiến sĩ dinh dưỡng Lưu Kim Lệ Hằng. Rất vui được làm MC và đồng hành cùng các anh chị trong chương trình này. Như các anh chị cũng đã biết thì từ tháng 5 đến quan tâm và đầu tư để hỗ trợ 80 anh chị nhà phân phối tham gia chương trình đào tạo cũng như là được cấp chứng chỉ của Viện Dinh dưỡng Quốc gia thông qua khóa học về dinh dưỡng dự phòng, nâng cao sức khỏe và kỹ năng tư vấn. Và buổi tọa đàm tổng quan về vitamin và khoáng chất tối ngày hôm nay sẽ nằm trong series 2 buổi dân IPO tổ chức đặc biệt dành tặng cho khách hàng thân thiết Oriflame. Để không chỉ các anh chị tham gia khóa học đợt này mà tất cả các anh chị nhà phân phối của Oriflame khác có thể bước đầu được tiếp cận những kiến thức dinh dưỡng bổ ích cũng như là chuẩn hóa từ các thầy cô đồng ngành dinh dưỡng ạ. Chương trình hy vọng sẽ hỗ trợ được các anh chị phần nào về tư vấn khách hàng tốt hơn cũng như là giúp các anh chị có thêm động lực để mà đầu tư học tập chuyên nghiệp cũng như là phục vụ hiệu quả cho công việc và sự nghiệp lâu dài của mình ạ. Về bác sĩ Lê Quang Hào, diễn giả chính của chương trình thì thầy không chỉ là bác sĩ, là chuyên gia dinh dưỡng đầu ngành với gần 40 năm kinh nghiệm lâm sàng và có thể nói là bậc thầy trong lĩnh vực nghiên cứu về vi chất dinh dưỡng. Kim Hoàng chắc chắn rằng các anh chị sẽ có thể thu lượm được rất là nhiều kiến thức bổ ích để chăm sóc sức khỏe bản thân, gia đình và những người xung quanh tốt hơn sau chương trình ngày hôm nay. Ngoài thầy Hào thì Kim Hoàng cũng xin được giới thiệu chương trình của chúng ta hôm nay còn có sự tham dự góp mặt cổ vũ tinh thần học tập, không ngừng phát triển bản thân đầu tư vào chuyên môn của các anh chị. Đó là Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Đỗ Huy, Giám đốc Trung tâm Đào tạo của Viện Dinh dưỡng Quốc gia. Có anh Vương Việt Dũng, Giám đốc Công ty Cổ phần Sức khỏe và Cuộc sống Akio. Có sự tham gia của chị Hà Thị Quỳnh Trâm, Tổng Giám đốc Công ty Oriflame Việt Nam. Có sự tham gia của anh Lê Đông Ánh, Giám đốc Công ty Oriflame Việt Nam chi nhánh Hồ Chí Minh. Chị Trần Thị Bảo Trân, Giám đốc Công ty Oriflame Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng. Và đại diện các leader thì có anh Nguyễn Hải và chị Châu Hiền ạ. Trong khuôn khổ chương trình có hạn cho nên là Kim Hoàng xin phép được giao lưu với thầy Huy và các anh chị ở cuối chương trình nếu như mà còn thời gian ạ. Và không để mất thêm thời gian của các anh chị nữa thì Kim Hoàng xin phép được mời bác sĩ Lê Văn Hào sẽ chia sẻ cùng các anh chị chủ đề ngày hôm nay để là về tổng quan về vitamin và khoáng chất ạ. Vâng, em xin phép được mời thầy Hào ạ. Thầy ơi, thầy bật. Thầy bật tiếng lên thầy. Xin chào tất cả các bạn. Tối hôm nay thì tôi xin chỉ bày với các bạn một cái chủ đề chính là cái tổng quan về vitamin và các vi chất. Và chúng ta sẽ đi sâu vào vitamin D và canxi. Có rất nhiều chủ đề thì chúng ta cũng rất muốn tìm hiểu nhưng mà thời lượng có hạn cho nên cũng chỉ xin phép trình bày với các bạn là hai cái chủ đề tối nay. Thế thì có một cái vấn đề là xin thưa với ban tổ chức là không thể nào mà share được bài của tôi cho các bạn, không biết là vì lý do gì. Các bạn phải mở cho tôi để tôi share bài. Đó, đấy là kỹ thuật từ nãy giờ tôi không để ý. Các bạn share lại cho tôi thì phép. Sếp Hải ơi, chắc phải cấp quyền cho thầy Hào làm chủ trì á sếp ơi. Để anh đang cấp đây. Các bạn không cấp cho nên là tôi vào thì đến giờ không được. Thầy ơi, anh ấy cấp quyền có hết rồi thầy bây giờ ạ. Dạ cấp rồi thầy ạ. Nhờ anh Hải ạ, vâng vậy nhờ anh Hải. Tại hồi nãy cô Lan nói là cô Lan cấp mình ra. em là co-host. Vâng. Ok, được chưa các bạn? Dạ được rồi thầy ạ, em mời thầy ạ. Vâng, đấy bây giờ mới được em. Chúng ta thời gian có hạn thế nên chúng ta bắt đầu vào chủ đề của ngày hôm nay luôn. Tôi xin các bạn là lắng nghe. Được chưa, các bạn nhìn thấy trên màn hình chưa nhỉ? Dạ thấy rồi thầy ạ, em thấy slide rồi ạ. Vâng, chúng ta thì với vi chất dinh dưỡng ấy, thì chúng ta phải nghĩ đó là các vitamin của mỗi khoáng và được tiêu thụ với số lượng cực kỳ nhỏ nhưng cực kỳ rất quan trọng cho sự phát triển về thể chất và tinh thần. Tóm lại là các cái vi chất dinh dưỡng này nếu thiếu ấy, thì ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe và nếu thừa thì cũng ảnh hưởng đến sức khỏe. Chúng ta phải làm thế nào mà các cái vi chất dinh dưỡng này ở cái mức độ tối ưu cho sức khỏe thì nó sẽ là tốt nhất. Hiện tại thì trên thế giới thì các cái vi chất dinh dưỡng thưa các bạn nó là một cái vấn đề sức khỏe toàn cầu không phải riêng gì Việt Nam, mà Việt Nam của chúng ta thì ảnh hưởng nhiều hơn
rất nhiều năm chúng ta canh tác chăn nuôi nó gọi hơi sai lệch một chút. Và nếu mà chúng ta thiếu một cái vi chất dinh dưỡng ấy, thì ảnh hưởng đến thể chất tinh thần đầu tiên là của thai nhi, sau đó là trẻ em. Tất cả chúng ta và đặc biệt trẻ em rất dễ bị bệnh, bị nhiễm bệnh. Và khi bị bệnh và thiếu vi chất dinh dưỡng thì chắc chắn một điều là chúng ta sẽ bị nặng hơn, rồi là thời gian điều trị kéo dài hơn. Và đặc biệt hơn nữa, nếu thiếu vi chất dinh dưỡng từ thuở nhỏ, từ khi mà nằm trong bụng mẹ, thì chúng ta có thể bị chậm phát triển trí tuệ, rồi có thể dẫn đến mù lòa. Một vấn đề là cái thiếu vi chất dinh dưỡng thì chúng ta khó nhìn thấy. Khi cơ thể chúng ta đã thiếu vi chất rồi, chúng ta không thể thấy được. Và khi thiếu nặng quá rồi thì lúc đó là một cái vấn đề mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Và lúc đó chúng ta có bổ sung vi chất dinh dưỡng thì cũng đã bị ảnh hưởng tới sức khỏe rồi. Và vì thiếu vi chất dinh dưỡng nó không thể hiện rõ rệt ra bên ngoài, cho nên thế giới cho rằng đó là một cái nạn đói tiềm ẩn. Và Tổ chức Y tế Thế giới ước tính rằng là hơn 2 tỷ người bị thiếu vi chất dinh dưỡng trên toàn cầu. Tôi cho rằng đó là một thực tế là nếu thiếu vi chất dinh dưỡng bất kỳ chất nào... Các anh chị nhà mình đang xem livestream có nghe rõ âm thanh không ạ? Chúng ta ai cũng bị thiếu một cái vi chất dinh dưỡng nào đó. Thế thì chúng ta thấy là các vitamin và muối khoáng thì nó có rất nhiều các vai trò, nhưng có những vai trò chung là như thế này. Vitamin rất quan trọng đối với sức khỏe. Và đặc biệt thì nó cần một cái lượng cực kỳ nhỏ, thậm chí là tính bằng microgram. Trong khi đó, những cái chất vĩ mô như là đường, như là đạm, như là chất béo thì chúng ta tính bằng không phải là gram mà thậm chí là trăm gram, thậm chí là... Dạ, các anh chị nghe nha. Các anh chị chia sẻ livestream cho những anh chị nào mà chưa vào được Zoom nha. Các anh chị ơi, Zoom hiện tại đã full phòng 1.000 người rồi. Và một số vitamin ấy, nó rất quan trọng đối với cơ thể chúng ta. Nếu thiếu ngày nào đó, bất kỳ ngày nào bị thiếu thì bắt đầu cơ thể bị được. Vì một số vitamin, thưa các bạn, nó không được lưu giữ trong cơ thể. Đặc biệt là vai trò của vitamin ấy, nó quan trọng với cả chức năng sinh sản, chức năng tế bào. Và đặc biệt quan trọng đó là vấn đề xử lý năng lượng trong tế bào. Như vậy khi mà chúng ta thiếu vitamin thì năng lượng của chúng ta, cái chu trình chuyển hóa năng lượng trong cơ thể của chúng ta bị ảnh hưởng. Chẳng hạn như là rất nhiều người bảo ăn rất ít nhưng vẫn béo, vẫn tích mỡ. Vì sao? Bởi vì cái thức ăn chúng ta ăn vào hàng ngày, đường, đạm, protein ăn vào không được xử lý thành cái năng lượng hoạt động, mà nó lại chuyển thành cái năng lượng dự trữ trong cơ thể, và chúng ta cứ béo dần lên, béo dần lên. Cảm giác cơ thể đói hoặc là rất là chán ăn, hai cái tình trạng rất là trái ngược nhau. Thiếu vi chất dinh dưỡng có thể rất đói nhưng có thể cũng không muốn ăn một chút nào cả. Và chúng ta cũng phải hiểu là hầu hết các vitamin được cung cấp bởi thực phẩm, nhưng ở đây là thực phẩm sạch và thực phẩm đúng nghĩa của nó. Và cơ thể chúng ta không tạo ra được các vitamin này, như vậy là nó được xếp vào loại thiết yếu. Vấn đề vitamin ở thế giới chúng ta bây giờ là cái gì? Là chúng ta ăn có vẻ rất là nhiều, nhưng cái vitamin và muối khoáng đi vào trong cơ thể chúng ta không đủ. Lý do là các vitamin và các cái muối khoáng này là trong thức ăn của chúng ta càng ngày càng giảm do rất nhiều vấn đề. Thứ nhất là chúng ta dùng các cái thức ăn tăng trưởng, chúng ta sử dụng các cái thức ăn biến đổi gen. Thế rồi là cây trồng của chúng ta trồng trên những mảnh đất bằng mặt, cho nên càng ngày chúng ta trong thức ăn của chúng ta càng ít các vi chất dinh dưỡng, và dẫn đến cái việc chúng ta rất dễ bị thiếu các vitamin và các muối khoáng, và nói ngắn gọn gọi là các vi chất dinh dưỡng. Và các cái vitamin này thì ngoài cái việc tham gia vào các cái chu trình chuyển hóa năng lượng trong cơ thể thì chúng luôn luôn liên kết với nhau để giúp cho các giúp nhau cùng hoạt động, cùng giúp cho cơ thể chúng ta khỏe mạnh. Thì chúng ta sẽ phân loại các vi chất dinh dưỡng ra làm hai nhóm lớn. Thứ nhất là nhóm vitamin. Nhóm vitamin chúng ta lại chia ra thành hai nhóm, đó là các vitamin tan trong nước, các vitamin tan trong chất béo. Về muối khoáng thì chúng ta chia ra làm hai nhóm nhỏ, đó là các nguyên tố đại lượng và các nguyên tố vi lượng. Các nguyên tố đại lượng thì nó có nhiều hơn trong cơ thể và có thể tính được bằng miligram hoặc tính bằng gram. Còn các nguyên tố vi lượng, thưa các bạn, là tính bằng microgram, miligram, tức là rất là nhỏ. Chúng ta đi vào các cái vitamin. Thì vitamin tan trong nước là các cái vitamin dễ dàng hòa tan được trong nước.
và các cái vitamin này nó cũng có thể đào thải ra khỏi cơ thể, và các vitamin này thưa các bạn là nó không có được dự trữ trong cơ thể, nó rất dễ bị thiếu. Vitamin tan trong dầu là các vitamin hòa tan được trong dầu, và khi các vitamin này vào trong cơ thể muốn chuyển hóa, muốn hấp thu tốt thì chúng ta bắt buộc là phải có các cái chất béo để cho nó hoạt động tốt. Và các bạn cũng phải hiểu là các vitamin tan trong nước dễ được đào thải ra khỏi cơ thể, cho nên ít khi gây ngộ độc. Còn các vitamin tan trong dầu thì có thể được giữ lại trong cơ thể và thải ra khỏi cơ thể lâu hơn, cho nên nếu chúng ta dùng quá nhiều cũng có thể dẫn đến thừa các vitamin này và có thể dẫn đến ngộ độc. Chúng tôi trong quá trình công tác đã gặp cái ngộ độc về vitamin A rất là nặng nề, và bây giờ cũng hiện tại vẫn đang gặp rất là nhiều, chẳng hạn là như vậy. Thế thì vitamin, chúng ta đi vào từng cái vitamin một. Trước hết là các cái vitamin tan trong nước. Nhưng trước khi đi vào từng vitamin cụ thể thì chúng ta cũng hiểu là chữ vitamin có nghĩa là như thế nào, một chút về lịch sử. Vitamin thì bao gồm hai cái tiếp tố, đó là cái gì? Đó là chữ vit và chữ amin. Vit là các cái yếu tố cần thiết cho sự sống. Và khi ngày xưa mới tìm ra vitamin, người ta thấy rằng là gì? Các cái chất này nó rất cần thiết cho sự sống, không có những chất này thì rất là nguy hiểm. Và hồi mới tìm ra các vitamin này, người ta thấy các vitamin này có gốc amin, cho nên người ta kết hợp lại là các chất cần thiết cho sự sống có gốc amin. Và chúng ta đi vào vitamin B1, đó là cái tên thiamin. Thế một số bạn không hiểu là tại sao gọi là vitamin B1, tại sao lại B2, tại sao vitamin D, tại sao vitamin C. Nó có lý do của nó. Người ta đánh số theo alphabet chứ không phải số tự 1, 2, 3, 4. Cái vitamin đầu tiên tìm ra được trên thế giới này người ta đặt tên là vitamin A. Tiếp theo là vitamin B. Vitamin B1 tìm ra trước. Sau đó B2, B3, B4, B5, B6, thậm chí có một giai đoạn là tìm ra được những vitamin B70, B80 chẳng hạn. Và sau đó người ta thấy các chất này không phải là vitamin, cho nên người ta loại trừ dần ra. Và bây giờ chúng ta thấy có 8 vitamin tan chính. Cái thứ hai ấy, là các cái vitamin này người ta đặt theo tên gốc của nó nữa. Ví dụ các acid chẳng hạn thì nó có tên acid ở nhà lần trước. Chúng ta đi vào cái vitamin đầu tiên là vitamin B1. Cái vai trò của vitamin B1 cực kỳ quan trọng, đặc biệt là trong cái chương trình chuyển hóa năng lượng. Nếu mà thiếu vitamin B1 thì cái chuyển hóa năng lượng trong cơ thể của chúng ta bị ảnh hưởng. Và nó sẽ có nhiều chủ và hoạt động chủ yếu ở cơ, ở não, ở gan và thận. Tôi lại quay ngược lại một chút ngoài cái vitamin một chút, đó là cái gì? Ngày hôm nay thì chúng ta không trao đổi với nhau về một cái chất người ta gọi là nữ hoàng của vi khoáng, đó là magie. Magie chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu và thảo luận sau. Nếu các bạn đề đạt với Akio thì chúng ta sẽ cùng trao đổi nhau về magie. Magie người ta gọi là nữ hoàng của vi khoáng, hay là nhạc trưởng, hay là thuyền trưởng của vi khoáng. Thì tất cả các vitamin nhóm B này nếu muốn hoạt động được thì phải chuyển hóa thành các coenzyme. Và muốn các vitamin trong cơ thể của chúng ta, các vi chất trong cơ thể của chúng ta muốn hoạt động được phải có hoạt động magie. Như vậy magie rất là quan trọng, chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Nhưng chúng ta chỉ cần biết rằng là gì, cần phải có magie. Và tất cả các chất trong cơ thể, ngay như từ đầu tôi đã trao đổi với các bạn rồi, là chúng liên quan với nhau, chúng hoạt động hiệp đồng với nhau, hoặc là hoạt động đối kháng với nhau tùy theo từng trường hợp cụ thể. Quay lại với vitamin B1 thì B1 có nhiều đâu? Cái nguồn của B1 có rất nhiều trong các loại thịt gia súc, đặc biệt là thịt lợn, có nhiều trong cá, có nhiều ở trong ngũ cốc nguyên hạt và bánh mì đen. Ngũ cốc nguyên hạt, bánh mì đen hay là gạo của chúng ta mà chỉ xay xong không giã gọi là gạo lứt thì có rất nhiều vitamin B1. Trong quá trình nấu nướng, nếu chúng ta sát cái gạo kỹ quá, mất hết cái vỏ cám bên ngoài, hoặc chúng ta vo gạo kỹ quá thì cái nguồn B1 này cũng bị ảnh hưởng. Ngoài ra B1 còn có ở trong các loại đậu, trong các loại hạt, trong các cái chiết xuất nấm men, chẳng hạn như là nấm
cái men để cùng để chúng ta cùng tạo ra được bia thì cũng rất là nhiều vitamin nhóm B, trong đó có B1. Đặc biệt hơn nữa trong thời buổi hiện nay và chúng ta đang ngồi đây nhau ấy, trong Oriflame hoặc là tất cả những cái hãng mà liên quan đến các vi chất dinh dưỡng, đó là cái gì? Đó là các cái thực phẩm chức năng. Sẽ có rất nhiều họ đưa vào, các hãng, các công ty đều đưa các cái vitamin vào trong các cái thực phẩm chức năng này. Như vậy nếu chúng ta đưa B1 vào thì cũng rất, đó là những cái thức ăn mà giàu B1. Và chúng ta cũng phải lưu ý rằng trong quá trình xay sát, trong quá trình chế biến đã mất B1, sau đó chúng ta nấu lên thì mất khoảng độ 25% B1 nữa. Như vậy các bạn thấy cái nguy cơ bị thiếu vitamin nói chung, trong đó có B1 rất là dễ. Khi thiếu vitamin B1 thì có những cái triệu chứng như sau: chúng ta sẽ dễ bị nhức đầu, mệt mỏi, chán ăn và yếu cơ. Tại sao? Vì vitamin B1 nó tham gia vào cái chu trình chuyển hóa năng lượng trong cơ thể. Đấy là cái đầu tiên mà chúng ta phải nhấn mạnh. Thế khi mà không có B1, chu trình chuyển hóa năng lượng trong cơ thể bị ảnh hưởng và chúng ta bắt đầu là mệt mỏi, ốm yếu. Đặc biệt là trong một số quần thể, đặc như là những người mà nghiện rượu, nghiện ma túy, B1 mất rất nhiều. Và những người nghiện rượu có thể bị tâm thần do rượu, mà trong đó cái lượng B1 trong cơ thể của họ là bị mất gần như hoàn toàn. Một số trường hợp nữa là những cái bệnh mãn tính, những cái bệnh nhân hay bị nôn, những bệnh nhân mà bị tiêu chảy mãn tính, những người biếng ăn thì có thể thiếu B1. Nhu cầu của cơ thể thì cần không nhiều lắm. Hàng ngày chúng ta cần 1,1 đến 1,2 mg. Tôi nhấn mạnh lại là cơ thể của chúng ta không có cái cơ quan để dự trữ B1, các vitamin nói chung. Cho nên hàng ngày chúng ta phải đưa vào từ nguồn thức ăn. Và trong trường hợp nếu mà các bạn đã học lớp dinh dưỡng rồi hoặc chưa học thì các bạn đã học lớp dinh dưỡng, chỉ cần học 3 tháng thôi thì người ta sẽ tính được cái khẩu phần gần đúng B1 trong thức ăn hàng ngày của mỗi người nếu mà chúng ta học qua cái lớp này. Cái vitamin tan trong lớp thứ hai đó là riboflavin, đó là vitamin B2. Vai trò của nó cũng rất là quan trọng. Về cái gì? Nó sẽ cùng hoạt động với các vitamin nhóm B khác. Và đặc biệt nó giúp cho cơ thể sử dụng chất đạm, sử dụng carbohydrate, tức là chất bột đường. Nó cần thiết giúp cho sản xuất năng lượng. Như vậy nó cùng với B1 giúp cho cơ thể sản xuất năng lượng trong cơ thể. Ngoài ra thì nó còn khá tốt, quan trọng hơn B1 một chút, đó là nó có liên quan đến chức năng tế bào và chuyển hóa chất béo. B1 thì nói đến chuyển hóa chất béo mà chủ yếu là chuyển hóa. Các anh chị đang xem livestream có nghe âm thanh rõ không ạ? B2 thì còn giúp chuyển hóa chất béo. Ngoài ra B2 còn giúp hấp thu các khoáng chất khác như là sắt, kẽm và canxi. Như vậy là nếu mà chúng ta bổ sung cho con em chúng ta sắt, kẽm hoặc canxi, nếu thiếu B2 thì cái việc hấp thu các cái vi khoáng này sẽ bị ảnh hưởng. B2 có ở đâu? Có ở nhiều trong gan, có nhiều trong các sản phẩm từ sữa, trứng, trong ngũ cốc nguyên hạt, trong các loại rau xanh. Và cái vitamin B2 này, thầy nói hơi nhỏ các anh chị mình lấy tai phone mình nghe rõ hơn nha. Nếu các cái rau của chúng ta sau khi thu hoạch xong mà để ra ngoài ánh sáng mặt trời thì sẽ rất dễ bị phá hủy. Khi cơ thể thiếu vitamin B2 thì sao? Mặc dù cái B2 này cái thiếu nặng thì hiếm xảy ra, nhưng ở một số người khi mà thiếu B2 thì chúng ta hay bị viêm, hay bị viêm da, viêm niêm mạc, hay bị nứt da. Đặc biệt là các chúng ta gọi là bị nhiệt miệng, rồi là hay bị nghẻ, bị nứt môi, hay người ta gọi là một cái từ rất dân dã gọi là chốc mép. Đấy, hôm nay ở cái lớp 3 tháng của viện dinh dưỡng thì các bạn ngày hôm nay là chứng kiến được một số cháu là có rất nhiều cái sẹo, nó bị tái đi tái lại, nó chồng lấp lên ở hai cái mép này. Đồng thời hiện tại cũng lại đang có một cái nốt nhiệt, và bạn này rất là đặc biệt, 6 tuổi nặng 12,5 cân. Và trong ngày hôm nay còn một bạn tệ hơn nữa là 6 tuổi nặng 11 cân rưỡi, thiếu rất nhiều vi chất dinh dưỡng mà gia đình không để ý đến. Cái nhu cầu của vitamin B2 cũng không nhiều. Ở nam cần nhiều hơn nữ một chút, là khoảng độ 1,3 mg. Và ở những người cao tuổi cần nhiều hơn một chút. Còn ở nữ giới thì trung bình
cần khoảng độ 1,3 mg ở trẻ em thì cần ít hơn. Và các bạn có thể tra thông tin cuốn sách của Viện Dinh dưỡng đã xuất bản là cuốn Nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị của cho người Việt Nam thì rõ hơn rất là nhiều. Cái vitamin tiếp theo đó là niacin hay còn gọi là acid nicotinic. Đây mà nó là vitamin B3. Vai trò của nó cũng cực kỳ quan trọng, cũng sử dụng trong tế bào để sản xuất năng lượng. Ngoài ra nó liên quan đến vấn đề gen, tức là nó sửa chữa DNA. Nguồn của nó thì có trong nhiều loại thực phẩm, có trong thịt bò, trong thịt lợn, trong gan, trong đậu, chiết xuất từ nấm men, trong trứng, ngũ cốc nguyên hạt, trong sữa bò. Và con người chúng ta thì sao? Sữa mẹ chứa nhiều cái acid này hơn trong sữa bò. Hiếm khi chúng ta gặp thiếu hụt, nhưng nếu thiếu hụt do có thể do gen hoặc là do chế độ ăn thì chúng ta sẽ cảm thấy là cơ thể mệt mỏi, dễ bị viêm dây thần kinh và viêm da. Nhu cầu về B3 của nam là khoảng 16 mg, của nữ là 14 mg. Các bạn cũng phải lưu ý là thế này, cân nặng kích thước to hơn nữ rất là nhiều, thậm chí là đôi ba chục cân, cho nên là các cái lượng vitamin, các khoáng chất bao giờ cũng cần nhiều hơn một chút. Ngoài ra thì nam giới hoạt động thể lực đa số là nhiều hơn, cho nên các vitamin cũng cần nhiều hơn một chút. Cái vitamin B4 này đã loại bỏ, bên chúng ta không có B4 mà chúng ta có vitamin B5 gọi là acid pantothenic. Cái vai trò của nó là một cái phần của hệ thống coenzyme của cơ thể. Trong cơ thể của chúng ta có hàng chục nghìn các cái coenzyme khác nhau mà khoa học chưa thể nào mà nghiên cứu ra hết được. Thì B5 cũng là một phần của cái hệ thống coenzyme. Nó là một cái phần rất quan trọng trong quá trình chuyển hóa chất đường, chất béo, và người ta khẳng định là nó cần thiết cho tất cả các dạng sống, có nghĩa là từ virus, vi khuẩn, thực vật và các động vật. Nguồn của nó có nhiều đâu, có nhiều trong thực phẩm, có nhiều trong thịt gà, thịt bò, khoai tây, ngũ cốc làm từ yến mạch, cà chua, gan, thận, lòng đỏ trứng và ngũ cốc nguyên hạt là những nguồn chính. Tuy nhiên các bạn cũng phải thấy rằng là đây mới qua mấy vitamin thì chúng ta thấy có một vấn đề, đó là gì? Những người dễ bị thiếu đó là những cái người không ăn một cái chế độ ăn bình thường, chẳng hạn như là họ thường xuyên là ăn các cái thực phẩm ăn nhanh, chẳng hạn thiếu rau củ quả, hoặc là các cái thực phẩm mà xay nghiền tổng hợp, ví dụ như lương khô chẳng hạn, mì tôm chẳng hạn. Và đặc biệt hơn nữa là những người ăn chay, không ăn các cái chất đạm động vật thì rất dễ bị thiếu vitamin và muối khoáng nói chung, trong đó có B5. Khi mà chúng ta bị thiếu vitamin B5 thì chúng ta sẽ có những cái triệu chứng là khó chịu, bồn chồn, mệt mỏi. Cái chứng mệt mỏi này sẽ gặp ở tất cả các vitamin và muối khoáng, đó là cái mức độ nhẹ. Còn nặng hơn nữa thì bắt đầu thơm hơn với mọi chuyện, rồi bắt đầu là rối loạn giấc ngủ. Ở trẻ em hay ở người lớn, chúng ta dễ bị buồn nôn, dễ bị nôn, chúng ta sẽ bị chuột rút, chúng ta sẽ đi lại không vững loạng choạng, thậm chí là chúng ta bị hạ đường huyết. Và những người mặc dù có đủ insulin nhưng mà chúng ta sẽ dễ bị hạ đường huyết là vì cái nhạy cảm insulin nó tăng lên rất nhiều. Cái nhu cầu của loài người của chúng ta đó là ở nam giới là 6 mg, ở nữ giới là 4 mg cho mỗi ngày. Chúng ta có một cái vitamin tiếp theo tan trong nước, đó là vitamin B6 hay còn gọi là pyridoxin. Cái vai trò của pyridoxin là cái gì? Đó là điều chỉnh chức năng tâm thần và tâm trạng của cơ thể. Như vậy là khi thiếu vitamin B6, chúng ta sẽ có thể là ủ rột, có thể là chán nản, có thể là trầm cảm, có thể là hung hăng chẳng hạn, có thể là đối trẻ em ví dụ như tăng động chẳng hạn. Và cái vai trò của nó rất là nhiều trong việc phân hủy homocysteine, là một cái chất để quan trọng trong cái hệ thống điều chỉnh làm việc của hệ thống thần kinh của chúng ta. Nó giúp cơ thể giải phóng đường từ carbohydrate được giữ lưu trữ để tạo năng lượng và tạo ra tế bào hồng cầu. Như vậy trong cơ thể chúng ta, các bạn biết rồi là cái glycogen nó được dự trữ trong gan,
nếu chúng ta có glycogen mà dự trữ trong gan rồi mà chúng ta không có B6 thì glycogen này cũng không được đào được cơ thể đưa ra ngoài để trở thành glyco và đi vào tế bào để tạo năng lượng. Và cái B6 này người ta nói là ít bị thiếu vì nó tìm thấy hầu hết trong các loại thực phẩm. Nhưng có một cái thực tế là thực phẩm chúng ta tôi cắt cái dòng và cái B6 một chút. Cách đây hơn 20 năm ấy, Viện Y học Mỹ, ngày xưa gọi là Viện Hàn Lâm Y học Mỹ, đã nói rằng là để đảm bảo tối ưu về vitamin và vi khoáng cho sức khỏe của con người thì bằng bữa ăn hàng ngày không đủ. Để muốn đủ bằng bữa ăn hàng ngày thì chúng ta phải ăn rất nhiều rổ rau và hoa quả. Cho đến bây giờ rất nhiều các nhà dinh dưỡng nói rằng là gì? Một số thầy thuốc, một số bác sĩ, một số nhà dinh dưỡng nói rằng bằng một cái bữa ăn cân đối đầy đủ các cái thức ăn hàng ngày, bốn nhóm thức ăn thứ, và chúng ta tin rằng chúng ta đủ các vi chất dinh dưỡng thì đấy là một cái sai lầm. Là vì càng ngày chúng ta đưa năng lượng vào càng ít, càng ngày chúng ta ăn càng ít các cái thực phẩm giàu các vitamin và khoáng. Như vậy là để giải quyết vấn đề này chúng ta sẽ đi đến phần sau là cách làm thế nào để đủ. Chúng ta quay lại B6. Nếu thiếu hụt B6 thì sao? Nếu thiếu hụt B6 thì chúng ta dễ bị thiếu máu, cũng bị khó chịu, mệt mỏi, thậm chí dẫn đến cái tình trạng co giật, bị viêm dây thần kinh. Tuy nhiên, cái B6 này thì nếu chúng ta dùng quá nhiều thì nó gây độc cho tế bào thần kinh, đặc biệt là tế bào thần kinh cảm giác. Như vậy là chúng ta phải dùng đúng, dùng đủ, không được thừa. Đương nhiên thiếu thì càng không được. Nhu cầu của chúng ta hàng ngày là cái gì? Ở nam trưởng thành là 1,3 đến 1,9, nữ là 0,9 đến 1,4. Và các bạn phải lưu ý là nếu mà cao tuổi hơn, tức là ngoài 50 tuổi, thì cái nhu cầu giảm đi một chút, đó là 0,8 đến 1,1. Cái vitamin B7 hay còn gọi là biotin, vai trò của nó là gì? Đóng một vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hóa axit béo, axit amin tức là chất đạm và glucose, tức là nó tham gia vào trong các cái quá trình chuyển hóa ba cái chất chính đạm, đường, béo. Thiếu nó thì quá trình này cũng chuyển hóa năng lượng, các cái chất này cũng bị ảnh hưởng. Thì cái vitamin B7 có rất nhiều trong các loại thực phẩm, đặc biệt nó có nhiều trong lòng đỏ trứng và trong gan. Như vậy là từ ngàn đời cho đến bây giờ ấy, lòng đỏ trứng là một trong những thức ăn cực kỳ tốt bồi dưỡng cho những bệnh nhân bị ốm hoặc mới ốm dậy, rồi các loại gan, đặc biệt là gan ngỗng, gan gà đều rất là tốt và rất nhiều chất, không chỉ riêng B7 mà còn rất nhiều vitamin và muốn khoáng chất. Thế thì có một cái vấn đề đặt ra là có một số người ăn trứng sống, và khi ăn trứng sống thì họ không chỉ ăn lòng đỏ mà họ ăn cả lòng trắng, và trường hợp một số người ăn lòng trắng nhiều quá và không được nấu chín sẽ dẫn đến cái việc họ bị thiếu biotin. Lý do là cái biotin này nó sẽ kết hợp với protein khi chúng ta ăn vào và nó trở thành một cái chất mà không hấp thu được, mà không phải là còn biotin nữa. Đương nhiên ý, những cái bệnh nhân mà nằm viện lâu ngày ăn qua đường tĩnh mạch thì cũng dễ bị thiếu biotin. Các cái triệu chứng của thiếu biotin là cái gì? Dễ bị viêm da, viêm kết mạc, hay bị sụn tóc, bị rối loạn cấu tạo móng, móng tay. Đấy, thế rồi là đặc biệt là các cái viêm ở trong niêm mạc miệng thì cũng có khả năng là thiếu biotin. Thế rồi vấn đề nữa là cái gì? Là bất thường hệ thần kinh trung ương. Thậm chí là những người mẹ mà trong quá trình mang bầu bị thiếu biotin có thể dẫn đến là chậm phát triển ở trẻ sơ sinh. Rồi rất nhiều trẻ sơ sinh sinh ra mà bị thiếu các cái vitamin này, trong đó có biotin, có thể sẽ dẫn đến việc chậm lớn. Một số cá thể là cái gen của họ có vấn đề là cơ thể của họ cần nhiều biotin hơn những cái người bình thường thì cũng rất dễ bị thiếu. Nếu chúng ta để cho những người này sử dụng cái biotin theo khuyến nghị trung bình, cái biotin cái nhu cầu rất là thấp, chỉ cần có 30 microgram mỗi ngày ở nam giới
còn nữ thì thấp hơn một chút là 25 microgram. Chúng ta có một cái vitamin nữa tan trong nước, đó là vitamin B9 hay còn gọi là folate, đó là dạng tự nhiên, và acid folic là dạng tổng hợp. Thực ra thì cái B9 này là cần phải có một cái bài riêng rất là quan trọng, nó liên quan đến cái quá trình mang thai, nó liên quan đến một số bà mẹ nếu thiếu cái folate này hay là acid folic này thì dẫn đến những vấn đề rất nghiêm trọng ở trẻ sơ sinh. Chúng ta sẽ xem nghiêm trọng như nào một chút, nhưng để sâu hơn thì chúng ta sẽ phải có một nguồn khác. Tại sao? Vì nó liên quan đến vai trò của nó, là liên quan đến cái hình thành nhiễm sắc thể và tế bào hồng cầu. Như vậy là có thể dẫn đến thiếu máu hồng cầu nhỏ, có thể dẫn đến có vấn đề rối loạn nhiễm sắc thể khi thiếu B9, đặc biệt trong quá trình mang bầu. Ngoài ra nó còn thúc đẩy tiêu hóa bình thường. Tóm lại, cái quan trọng nhất của B9 đó là gì? Đó là vấn đề liên quan đến tế bào hồng cầu, liên quan đến việc phân chia tế bào thích hợp trong cơ thể. Cái nguồn folate có rất nhiều ở trong các loại thức ăn của chúng ta. Nó có nhiều ở trong gan, trong chiết xuất men bia, một số ngũ cốc ăn sáng được một loài người ở các công ty đó, chúng ta tăng cường vào trong thức ăn. Trong ngũ cốc nguyên hạt cũng tương đối nhiều, trong trái cây, trong măng tây. Măng tây là một trong những cái, có thể nói là một trong những cái loại rau mà rất nhiều các cái vitamin, trong đó cái folate là tương đối nhiều. Ngoài ra thì chúng ta cứ sử dụng các cái màu, các cái loại rau lá có màu xanh đậm là rất nhiều các vitamin một phần. Khi thiếu B9 thì dẫn đến cái gì? Dẫn đến thiếu máu, vì nó liên quan đến việc cấu tạo hồng cầu. Cái lượng tiêu thụ hàng ngày thấp ở phụ nữ dẫn đến một cái việc, đó là gì? Rất khó thụ thai. Còn khi mang thai, nếu liên quan đến thiếu folate thì nó liên quan đến dị tật ấm thần kinh và rất nhiều cái dị tật khác ở trẻ sơ sinh. Cái này thì các bạn sẽ có một cái bài riêng. Nhu cầu nam giới phụ nữ khoảng 400 microgram mỗi ngày, phụ nữ mang thai cần nhiều hơn là 600 microgram trong khẩu phần ăn cộng với các cái chất bổ sung. Phụ nữ cho con bú mặc dầu không liên quan đến việc sinh sản thai kỳ nữa, nhưng mà cũng cần phải đến 500 mg mỗi ngày. Một cái vitamin tan trong nước nữa, đó là cobalamin hay còn gọi là B12. Nó cũng liên quan đến vấn đề thiếu máu. Khi B12 mà bị thiếu thì dẫn đến cái thiếu máu hồng cầu to. Nó còn liên quan đến hệ thống thần kinh và chức năng não thích hợp. Như vậy có một số vitamin là B1, B6, B12. Thông thường người ta đưa ba cái này đi với nhau để bổ não, bổ thần kinh là bị như vậy. B12 có ở đâu? Có tất cả trong các cái sản phẩm, các cái thức ăn có nguồn gốc động vật, thịt, đặc biệt là có rất nhiều trong gan, có nhiều cá, trong các loại hải sản, trứng và các sản phẩm từ sữa. Trong sữa đậu nành bổ sung B12 thì cũng có rất nhiều B12, nhưng lại không có, có ít ở trong rau. Ở đây nói lên một cái vấn đề là gì? Những người ăn chay rất dễ bị thiếu B12, là vì B12 có ít hơn ở trong các cái thực phẩm. Và khi thiếu B12 thì gần như tất cả các tế bào, các mô của cơ thể bị thiếu, bị ảnh hưởng. Đặc biệt là các cái mô nó liên quan đến cái phân chia nhanh trong thời kỳ phát triển của trẻ em, trong các cái mô, trong các cái tế bào sinh sản chẳng hạn. Và đặc biệt là khi thiếu nặng, nó ảnh hưởng, nó dẫn đến thiếu máu kính và thoái hóa hệ thần kinh. Như vậy thiếu B12 rất là nguy hiểm. Và nhu cầu của người lớn của chúng ta là khoảng độ 2 microgram mỗi ngày, rất là ít nhưng vô cùng quan trọng. Chúng ta đến một cái vitamin nữa, một cái vitamin gọi là vitamin C, tức là vitamin tìm ra thứ ba trong quá trình tìm kiếm vitamin ở những năm đầu thế kỷ 19. Nó có tên là acid ascorbic hoặc là ascorbate. Thưa với các bạn, cái vitamin này đó là một vitamin thiết yếu. Các nhà khoa học nó ví nó như là một tấm khiên để che chắn, chống lại các cái tác nhân gây bệnh cho cơ thể. Nó liên quan đến giúp tạo xương. Cái này có thể nói là với các bạn là có thể rất là mới, không ai nói đến vitamin C giúp tạo xương, nhưng rất quan trọng trong quá trình tạo xương.
nó liên quan đến chất dẫn truyền thần kinh, nó liên quan đến collagen, liên quan đến sắc đẹp, liên quan đến làn da của chúng ta, nó liên quan đến mọc răng, liên quan đến sụn, tức là cũng vấn đề tăng trưởng, vấn đề đau khớp gối, liên quan đến các cái sợi liên kết ở trong cơ thể. Đó duy trì cái khả năng chống nhiễm trùng của cơ thể, và đặc biệt là nó giúp để tạo hemoglobin. Đó là một cái chất rất đặc biệt chống lão hóa cho cơ thể, chống lại ung thư. Cho đến bây giờ thì trong và trước đấy là những bệnh nhân ung thư là đầu tiên tĩnh mạch vitamin C là vì như vậy. Ngoài ra ấy, những người mà đặc biệt là các cháu hay là những người mắc bệnh mà ví dụ thiếu máu, dinh dưỡng có thiếu sắt, thì chúng ta nếu sử dụng sắt cho các bé hay sử dụng sắt cho những người bệnh nhân bị thiếu máu và thiếu sắt, thì nếu có vitamin C thì hấp thu sắt rất là tốt. Tôi xin lỗi chút. Cái nguồn vitamin C từ đâu? Từ trái cây tươi và đông lạnh, không được sấy khô, sấy khô là mất vitamin C. Từ các loại rau tươi, đặc biệt là các loại trái cây có múi, như ví dụ như cam, quýt, bưởi. Những cái thực phẩm giàu vitamin C, còn có khoai tây, có bông cải xanh, có rau vina, các loại rau mầm trong loại rau tây. Đặc biệt là người ta nhấn mạnh là cái cảnh, cái quả phi là một trong những cái quả mà rất giàu vitamin C. Như vậy là trong cam, là quả có múi, trong dưa, rồi là quả mâm xôi, rồi ổi cũng rất nhiều vitamin C. Nếu thiếu vitamin C thì chúng ta sẽ bị thiếu máu, vết thương chậm lành, bệnh loãng xương, thoái hóa khớp, tim mạch, đập có bớt, và thậm chí là có thể ung thư. Như vậy là ở những thế kỷ 15, 16 đã có những cái đại dịch gọi là bệnh có bớt, và đặc biệt những cái thủy thủ đi dài ngày ở trên biển mà không có rau xanh, người ta rút hết răng rồi là bắt đầu là ốm đau bệnh tật. Cũng như là khoảng thế kỷ 18 thì chúng ta có những đại dịch thiếu vitamin nhóm B, gọi là bệnh tên phù, bệnh beriberi. Nhu cầu vitamin C cần tương đối cao, khoảng độ 70mg mỗi ngày, và ngày nào cũng có thì chúng ta không bị thiếu, và khi bị thiếu thì lúc đó chúng ta sẽ phải điều trị và cái lượng cao hơn rất là nhiều. Các bạn cũng phải lưu ý, quay ra ngoài này một chút, trong dinh dưỡng điều trị hay gọi là trong dinh dưỡng lâm sàng hay là dinh dưỡng trị liệu thì có hai cái khái niệm. Khi chúng ta đưa các cái vi chất dinh dưỡng vào ấy, với mức độ hàng ngày như này, và là chúng ta đang phòng bệnh và cung cấp đủ cho cơ thể. Nhưng khi chúng ta bị thiếu thì chúng ta phải đưa một cái lượng nhiều hơn rất là nhiều, chứ không phải là cái lượng hàng ngày. Ví dụ như là vitamin C là bậc 10mg. Thì cái tăng cường vitamin C vào trong thực phẩm rất là quan trọng, và đặc biệt người ta nhấn mạnh đến cái việc đó là cái gì? Đó là cái vitamin C nó bị ảnh hưởng rất nhiều bởi quá trình thu hái, quá trình bảo quản, quá trình chế biến. Thì trong các cái loại nước trái cây, nước ép công nghiệp thì người ta cho vitamin C vào cũng như là một cái chất để kéo dài thời gian sử dụng, và như vậy là vitamin C nó có nhiều hơn. Còn vitamin C mà khi đã nấu nướng lên rồi, nấu chín lên rồi thì thường là bị mất rất là nhiều. Thế cái cách bảo quản vitamin C đó là cái gì? Đó là chúng ta nên hấp, ta nên sử dụng lò vi sóng. Vừa rồi thì cũng ngoài đây là cái gì, người ta đồn là cái vi sóng nó ảnh hưởng đến thứ, nhưng mà bây giờ chưa có cái luận nước. Riêng về vitamin C, thưa với các bạn, người ta nói một câu là như thế này: vitamin C không chờ đợi. Tại sao như vậy? Vitamin C khi mà chúng ta hái một cái quả ra khỏi cành của nó, chúng ta nhổ cái củ ra khỏi mặt đất, chúng ta bắt đầu quá trình chế biến, bắt đầu cắt, bắt đầu nấu nướng là vitamin C mất. Và thậm chí là nếu để lâu quá thì vitamin C mất hết. Và như vậy, cái đối tượng bị thiếu vitamin C đầu tiên nó là ở đâu? Là loại là nhóm nào? Đó là trẻ em. Trẻ em ăn rất ít rau hoa quả. Và bây giờ chúng ta thường xuyên bị ăn các loại rau và hoa quả đông lạnh và để rất lâu, được chuyển từ nước ngoài về, thậm chí hàng tháng, cho nên là vitamin C nó bị mất hết.